Tuổi già, bác sĩ tiết lộ có 4 dấu hiệu sâu phải đi khám ngay, kẹo hối không kịp. Kính chào các khán tính giả đã quay trở lại với chuyên mục sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Dân Quả. Các bạn thân mến, có một câu nói rằng sức khỏe không phải là thứ mà chúng ta có thể mua. Tuy nhiên nó có thể là một tài khoản tiết kiệm cực kỳ giá trị khi về già. Đúng thật là như vậy, mấy ai trong chúng ta đều biết rằng căn bệnh ung thư quái ác không phân biệt tuổi tác giới tính hay giàu nghèo nó như một con quỷ dữ lặng lẽ tiếp cận và tấn công chúng ta đặc biệt đó là căn bệnh ung thư đại tràng đây là một loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao đứng thứ tư trên thế giới chỉ sau ung thư phổi ung thư dạ dày và ung thư gan đấy các bạn thế nhưng chưa bao giờ là quá muộn màng sự đe dọa của căn bệnh này đến sức khỏe chỉ tồn tại khi chúng ta không nhận biết được thông qua các dấu hiệu từ sớm. Bạn biết không, khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu, thì tỷ lệ tái hòa của ung thư sẽ đại tràng đạt tới 90%. Và lúc này chúng ta có thể an tâm tiếp tục thưởng thức cuộc sống bên cạnh những người mình yêu thương. Chính vì vậy, bạn hãy theo dõi video ngày hôm nay. Vì chuyện nhân quả sẽ cung cấp cho bạn bốn dấu hiệu sớm đầu tiên của căn bệnh ung thư đại tràng. Nếu như bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào thì hãy sắp xếp đi thăm khám ngay. Vì nếu chậm trễ sẽ gây ra vô vàng tiếc nuối như câu chuyện của cụ Liễu năm nay đã 72 tuổi ở Lâm Đồng sau đây. Dù tuổi đã cao nhưng thường ngày cụ vẫn luôn bận rộn với các công việc đồng án, chăm sóc vườn rau sau nhà, lấy làm thu vui khi về già. Thời gian gần đây cụ liễu liên tục xuất hiện những cơn đau mệt mỏi, co thắt tim sau những buổi làm việc hăng say trong vườn. Cả bản thân cụ và con cháu của cụ cũng không hề mảy may để ý đến, mà chỉ cho rằng đó là tình trạng sức khỏe thường gặp của tuổi già. Và cho đến một buổi sáng nọ, sau khi thức dậy từ giấc ngủ dài, cụ không thể đứng lên từ chiếc giường như quá nặng so với thân hình nhỏ nhắn của mình. Cảm thấy suy nhược quá độ, cụ bước vào từ phòng khách xuống bếp nhưng không thấy. Cụ bà Liễu ngã quỵ giữa hành lang. Tiếng đập cửa dồn dập và tiếng gọi vang lên trong căn nhà cổ. Các con cháu ngay lập tức chạy đến vô cùng bàng hoàng và hoảng hốt. Họ gấp rút đưa cụ đến bệnh viện trong thời điểm quan trọng nhất. Sự thật đau lòng rằng cụ Liễu đã được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư đại tràng ở giai đoạn cuối Câu chuyện của cụ bà Liễu là một cảnh báo cho tất cả chúng ta về việc chú trọng sức khỏe và phát hiện sớm biểu hiện của bệnh ung thư. Đừng chờ cho đến khi đã quá muộn. Một rối loạn tiêu hóa kéo dài. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thành Trung từ bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Theo bác sĩ Trung cho biết, những rối loạn tiêu hóa kéo dài là một dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự tồn tại của bệnh ung thư đại tràng. Nguyên tắc cơ bản như sau, bệnh này có thể biểu hiện ở bất kỳ bộ phận nào liên quan đến hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Và một số dấu hiệu sớm bạn có thể gặp phải bao gồm: hơi thở có mùi hôi hoặc chua, bên cạnh đó xuất hiện các cơn đau tức hoặc đau quặn ở bụng trước trong hoặc sau bữa ăn. Tuy nhiên, bạn không nên nhầm lẫn giữa rối loạn tiêu hóa kéo dài với triệu chứng của một nhiễm khuẩn tiêu hóa thường gặp hay bệnh kiết lỵ Nhưng đa số trong chúng ta trong trường hợp quan sát thì khi các triệu chứng này kéo dài thường xuyên cũng chính là biểu hiện cho thấy sự phát triển âm thầm của các khối u trong ruột hoặc dạ dày của bạn. Đi cùng với rối loạn tiêu hóa thì các biểu hiện như chán ăn có tiêu, cảm giác đầy chướng vụn bụng, trên rốn, ăn không ngon cũng là những dấu hiệu mà bạn nên chú ý vì khi tình trạng này kéo dài có thể khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và suy yếu cơ thể, gây sốt và khiến cân nặng giảm đi nhanh chóng. 2. Giảm cân một cách bất thường Một ngày nọ, nếu bỗng nhiên bạn thấy cân nặng của mình sụt giảm đi rất nhanh một cách bất thường mà không phải do tập luyện hay nhịn ăn thường xuyên, thì điều này cũng nên được xem xét một cách nghiêm túc vì có thể khiến bạn băn khoăn nhưng đây cũng chính là một trong những dấu hiệu đầu tiên của ung thư nhất là ung thư đại tràng dạ dày hoặc các bộ phận khác liên quan đến hệ thống tiêu hóa của chúng ta khi cơ thể của chúng ta đang trong quá trình phải chiến đấu với căn bệnh ung thư thì hiển nhiên nó sẽ có tác động ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa thức ăn của dạ dày và từ đó hấp thu kém nguồn năng lượng từ thức ăn điều này khiến cho cơ thể của bạn dần sa sút và thiếu hụt chất dinh dưỡng dần dần sẽ dẫn đến sự giảm cân đột ngột tuy nhiên bạn biết không sự giảm cân bất thường không phải lúc nào cũng chỉ ra sự tồn tại của ung thư có rất nhiều nguyên nhân khác có thể dẫn đến hiện tượng này như stress các bệnh về tuyến giáp bệnh đường tiêu hóa hoặc bệnh tim mạch ở người cao tuổi vì thế khi cơ thể của bạn xuất hiện biểu hiện này đính kèm với các dấu hiệu mà chuyện nhân quả sắp chia sẻ tiếp theo thì bạn hãy ngay lập tức sắp xếp thăm khám và chẩn đoán sớm. Điều đó sẽ giúp bạn có cơ hội tốt nhất trong việc điều trị hiệu quả. Bạn hãy theo dõi tiếp theo nhé! 3. Xuất hiện rối loạn liên quan đến bài tiết Dấu hiệu tiếp theo mà chúng tôi khuyên bạn nên chú ý đến đó là thường xuyên xảy ra các triệu chứng rối loạn liên quan đến hệ bài tiết. Đại tràng chính là cơ quan đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tiêu hóa và loại bỏ chất thải khỏi cơ thể vì vậy nếu có bất kỳ sự thay đổi bất thường nào trong quá trình này thì đó rất có thể là dấu hiệu sớm của ung thư đại tràng một trong những biểu hiện mà bạn có thể gặp nhất là rối loạn đại tiện cụ thể hơn thì bạn có thể thường xuyên bị táo bón hoặc tiêu chảy thất thường sau mỗi bữa ăn nếu tình trạng này kéo dài và không cải thiện sau một thời gian dù đã cố gắng điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như nguồn thực phẩm đưa vào cơ thể, thì đó có thể là một dấu hiệu đang cảnh báo cho chúng ta. Thêm vào đó, thì nếu như bạn có xuất hiện các chứng đau quặn thắt bụng khi đi đại tiện, cũng là một dấu hiệu chú ý vô cùng quan trọng. Điều này có thể là do các khối u đang phát triển trong đại tràng đã gây chèn ép và tăng áp lực, từ đó gây ra cảm giác đau khó chịu Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xác định rõ hơn bằng cách quan sát hình dạng và màu sắc của phân. Phân lúc này sẽ có một hình dạng bất thường như hình lá lúa nát. Hoặc khi bạn thấy máu có trong phân hoặc phân bị phủ bởi máu đỏ tươi cũng là một dấu hiệu nguy hiểm cho sức khỏe mà chúng ta cần đi thăm khám ngay. Vì nếu tình trạng này kéo dài, bạn sẽ ngày càng gầy đi do mất chất dinh dưỡng và tần suất đi đại tiện trong ngày cũng có thể tăng lên khi thì táo bón khi thì tiêu chảy. Đặc biệt lưu ý, nếu quan sát thấy hậu môn hoặc trực tràng xa xuống, thì đây có thể là dấu hiệu của giai đoạn cuối của bệnh. 4. Mệt mỏi và suy nhược kéo dài Các bạn thân mến, mệt mỏi và suy nhược cơ thể kéo dài là hai dấu hiệu phổ biến nhất của đa số các loại ung thư, nhưng lại thường bị chúng ta bỏ qua và chẳng khi mảy may chú ý đến nó có thể dễ dàng bị dán cho nhiều nguyên nhân khác nhau từ sức khỏe. Tuy nhiên, để phân biệt được thì bạn cũng có thể quan sát rằng các cơn mệt mỏi liên quan đến ung thư đại tràng thường sẽ xuất phát từ sự mất máu qua phân, làm cho chúng ta cảm thấy kiệt sức ngay cả khi bạn đã được nghỉ ngơi đầy đủ. Đồng thời lúc này, bạn cũng có thể trải qua suy nhược cơ thể một cách nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân. Sự mất cân đối nhanh chóng trong cơ thể có thể mách bạn, bạn biết rằng có một vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra trong cơ thể, và đó là dấu hiệu của ung thư đại tràng đấy ạ. À. Hơn nữa, một dấu hiệu quan trọng khác mà bạn có thể nhận ra là mình cảm nhận được một khối u nổi lên dưới da ở vùng bụng. Khối u này có thể ngày càng lớn theo thời gian và thậm chí có thể gây ra đau nhức hoặc áp lực trong vùng bụng điều quan trọng là không nên bỏ qua những dấu hiệu này nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và suy nhược mà không hiểu nguyên nhân hoặc nếu bạn nhận ra có khối u nổi lên ở vùng bụng đừng chần chừ mà hãy đi khám ngay việc chẩn đoán sớm có thể giúp phát hiện và điều trị các vấn đề sức khỏe một cách hiệu quả và đảm bảo bạn có cơ hội sống một cuộc sống khỏe mạnh hơn năm thay đổi trong chế độ ăn uống giúp phòng tránh ung thư khi về già Vậy làm thế nào để người cao tuổi chúng ta có thể phòng ngừa được căn bệnh ung thư đại tràng từ sớm để bảo vệ sức khỏe của bản thân? Thì bạn nên tự trang bị cho mình một số cách phòng chống ung thư hiệu quả. Và dưới đây là 5 cách phòng chống ung thư thông qua chế độ ăn uống hàng ngày mà bạn có thể áp dụng nhé. Thứ nhất là hạn chế đồ ăn chiên xào thịt đỏ. Trong cuộc sống hiện đại, việc phòng ngừa ung thư không chỉ là một vấn đề quan trọng mà còn là một nhiệm vụ cần thiết. Trong đó chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng không thể phủ nhận. Đặc biệt, hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm có hàm lượng chất béo cao, đặc biệt là thịt đỏ có thể là một biện pháp hiệu quả để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành tại các quốc gia khác nhau trên thế giới và chúng ta đã phát hiện ra một mối liên hệ rõ ràng giữa việc tiêu thụ các loại thịt đỏ và nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn và thịt cừu, cùng với các thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích và thịt hợp, thường chứa các hợp chất có thể gây ra tổn hại cho cơ thể khi tiêu thụ kéo dài. Do đó, để chúng ta có thể phòng ngừa ung thư đại tràng, thì một trong những biện pháp hiệu quả nhất là tránh xa hoặc hạn chế tiêu thụ các loại thịt này thay vào đó bạn có thể thay thế chúng bằng các nguồn protein như cá da cầm đậu hạt và rau quả ngoài ra bạn cũng có thể bổ sung chế độ ăn uống hàng ngày với các loại rau củ và trái cây cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chất sơ vitamin và khoáng chất cho cơ thể chúng không chỉ giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp loại bỏ các độc tố và chất cặn từ cơ thể Thứ hai, đó là bổ sung nhiều chất xơ. Chất xơ được biết đến là một thành phần quan trọng của thức ăn, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, nhưng quan trọng hơn, chúng cũng có vai trò đặc biệt trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng nhờ giúp tăng cường sự di chuyển của chất thải trong ruột, giảm thời gian tiếp xúc giữa chất gây hại và niêm mạc ruột, từ đó giảm nguy cơ phát triển các khối u ác tính. Vì thế mà các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng đã thực hiện nhiều nghiên cứu và đều khẳng định rằng việc thêm thực phẩm giàu chất xơ vào chế độ ăn uống hàng ngày là rất quan trọng. Vậy thì nguồn chất xơ tốt nhất sẽ đến từ đâu các bạn nhỉ? Câu trả lời đó chính là ngũ cốc nguyên hạt và các loại rau xanh. Những nguyên liệu tươi ngon như yến mạch, gạo nâu, rau xanh đều chứa lượng lớn chất xơ giúp làm sạch đường ruột và có thể chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của mình, hãy đảm bảo rằng bạn bổ sung đủ lượng chất xơ từ các nguồn thực phẩm tự nhiên như ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, hoa quả và hạt. Điều này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa mà còn là một bước quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư khi về già đấy ạ. À. Thứ ba, hạn chế các loại đồ uống có cồn có rất nhiều lời khuyên về bảo vệ sức khỏe đều nhấn mạnh đến việc giảm thiểu tiêu thụ đồ uống có cồn và điều này càng đặc biệt quan trọng khi nói đến phòng tránh ung thư đại tràng. Rượu bia và các đồ uống có ga không chỉ làm suy giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tế bào ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ đồ có cồn đều đặn có thể tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng cồn không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến gan và tim mạch mà còn làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến cho cơ thể trở nên dễ bị tấn công bởi các tác nhân gây bệnh. Hơn nữa, các đồ uống có ga, dù không chứa cồn nhưng vẫn có thể gây hại cho sức khỏe. Các đường glucose và hóa chất có thể ẩn chứa trong đồ uống này có thể gây ra sự tăng đột ngột của đường huyết và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các khối u ác tính. Vì vậy để bảo vệ sức khỏe của mình, và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, hãy cố gắng hạn chế tiêu thụ các đồ uống có cồn và đồ uống có ga. Thay vào đó chúng ta có thể lựa chọn các loại đồ uống tự nhiên như nước lọc, trà hoặc nước ép trái cây không đường để duy trì sức khỏe tốt nhất cho cơ thể. Thứ tư, hãy bổ sung đủ vitamin D. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung đủ canxi và vitamin D có thể giúp chúng ta phòng chống ung thư đại trực tràng một cách hiệu quả. Vitamin D không chỉ giúp cải thiện sức khỏe của xương và răng mà còn có tác dụng tích cực trong việc ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Các nguồn cung cấp vitamin D đa dạng từ những thực phẩm hàng ngày cho đến những món ăn ngon miệng. Bạn có thể tăng cường vitamin D thông qua sữa ít béo hoặc sữa thực vật như sữa hạt lúa mạch, sữa hạnh nhân hoặc sữa hạt dừa. Ngoài ra, các loại hạt như hạt hướng dương, hạt bí ngô và hạt hạnh nhân cũng là nguồn dầu vitamin D. Nếu bạn là người không tiêu thụ sản phẩm từ sữa thì cũng không cần phải lo lắng. Nguồn vitamin D cũng có thể có được cung cấp từ những nguồn tự nhiên khác như trứng, cá béo, cá hồi, cá ngự và cá thu. Bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng các sản phẩm từ sữa, bổ sung vitamin D như sữa được giàu vitamin D với việc đảm bảo cung cấp đủ vitamin D cho cơ thể thông qua chế độ ăn uống, chúng ta có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng và đồng thời cải thiện sức khỏe tổng thể. Thứ năm, luyện tập thể dục thể thao đều đặn. Trong cuộc sống đầy bận rộn hiện nay, khi chúng ta duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và thực hiện luyện tập thể dục đều đặn, không chỉ là cách để giữ gìn vóc dáng mà còn là bước quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư. Thay đổi thứ năm trong danh sách các biện pháp phòng ngừa này là tập luyện thể dục thể thao đều đặn. Vận động thể dục không chỉ làm cho cơ thể khỏe mạnh mà còn có tác động tích cực đến sự tuần hoàn của hệ tiêu hóa. Quá trình vận động kích thích sự lưu thông của máu khắp cơ thể, giúp kích thích nhu động ruột và quá trình bài tiết mồ hôi. Điều này giúp loại bỏ các chất cặn bã và độc tố từ cơ thể giúp quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ hơn. Đặc biệt, vận động thường xuyên cũng giúp bạn phòng tránh hiệu quả sự ngân tụ chất độc gây hình thành các bô lít. Biến chứng có thể dẫn đến ung thư đại trực tràng. Bằng cách duy trì một lối sống tích cực và năng động, chúng ta không chỉ giữ gìn sức khỏe tốt mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như ung thư. Đó chính là lý do tại sao Việc thực hiện luyện tập thể dục thể thao đều đặn là một phần quan trọng của chế độ sống lành mạnh và phòng ngừa ung thư. Hãy dành thời gian hàng ngày cho việc vận động từ những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe đến những hoạt động thể chất mạnh mẽ như aerobic, bơi lội. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe của bạn và giúp bạn sống một cuộc sống khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình khám phá 4 dấu hiệu sớm phát hiện căn bệnh ung thư đại trực tràng ở người cao tuổi. Có thể thấy rằng những gì chúng ta coi là bình thường hoặc vô hại đều có thể chính là những lời cảnh báo từ cơ thể của mình. Bài học lớn nhất từ video này có lẽ không phải là biết nhận biết dấu hiệu của căn bệnh mà chính là sự trân trọng chúng ta dành cho sức khỏe và quyết tâm bảo vệ sức khỏe của mình cũng như những người thân yêu bên cạnh. Sau tuổi 60, cần lưu ý năm thói quen hàng ngày này âm thầm kéo lùi tuổi thọ, gây suy giảm sức khỏe nhanh chóng. Khi bước qua cánh cửa tuổi 60, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng sức khỏe cũng ngày càng suy giảm đi rất nhiều. Các dấu hiệu lão hóa xuất hiện dần và chức năng của các cơ quan cũng bắt đầu giảm sút. Đây là giai đoạn quan trọng để chúng ta đặc biệt quan tâm và chăm sóc cơ thể của mình một cách cẩn thận hơn để duy trì sức khỏe và tuổi thọ khi về già trên hành trình của mỗi người khi về già việc duy trì một lối sống lành mạnh và loại bỏ các thói quen xấu trở nên vô cùng quan trọng hơn bao giờ hết nếu không chúng ta rất dễ mắc phải các bệnh lý và quá trình lão hóa sẽ diễn ra nhanh chóng hơn về lâu về dài sẽ gây ảnh hưởng đến tuổi thọ và làm suy giảm chất lượng cuộc sống vì vậy, từ tuổi 60 trở đi, bạn hãy chú ý tránh xa năm thói quen này, bởi không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe mà còn âm thầm rút ngắn tuổi thọ của bạn đấy ạ. À. Vậy đó là năm thói quen nào? Hãy cùng kênh chuyện nhân quả tìm hiểu để xem bạn có đang có những thói quen này hay không nhé. Năm hành vi âm thầm rút ngắn tuổi thọ nên tránh làm sau tuổi 60. Một thức khuya Ông Lê năm nay 73 tuổi ở xã Yên Bái. Tuy tuổi đã cao nhưng ông đã trải qua cuộc đời mà bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ, từ những ngày tuổi trẻ nghèo khó đến những thành công sau này trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Nhưng khi bước vào tuổi già, ông phải đối mặt với sự cô đơn khi không có con cháu, không có gia đình. Cuộc sống của ông Lê đã thay đổi khi ông bắt đầu có thói quen thức khuya nhiều hơn khi về già. Mỗi đêm ông thường ngồi một mình trong căn nhà của mình. Ông thường không thể ngủ được cho đến tận khuya muộn hoặc thậm chí đến sáng sớm. Tuy nhiên chẳng ai ngờ được thói quen thức khuya này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của ông Lê. Sau một thời gian dài, ông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, suy sụp và không còn bất kỳ hứng thú trong cuộc sống. Khi đến bệnh viện kiểm tra, ông được chẩn đoán mắc suy gan là một bệnh lý nghiêm trọng và có nguy cơ đe dọa tính mạng. Các bạn thân mến, chứng mất ngủ hoặc khó ngủ về đêm dẫn đến việc thức khuya là tình trạng chung của nhiều người lớn tuổi. Theo các chuyên gia lý giải, hóc môn tăng trưởng đóng vai trò thiết lập giấc ngủ sinh lý tự nhiên sẽ giảm dần khi bạn càng lớn tuổi. Vì vậy, người cao tuổi sẽ có những thay đổi về chu kỳ thức và ngủ. Từ đó chúng ta sẽ cảm thấy khó ngủ sớm và thường thức khuya, trằn trọc một thời gian mới đi vào giấc ngủ. Tình trạng này nếu như kéo dài sẽ gây ra những tác hại gì cho người cao tuổi bao gồm. Gây suy giảm trí nhớ. Một trong những tác hại của việc thức khuya không thể không nhắc đến chính là nguy cơ gây suy giảm trí nhớ khi về già. Bạn biết không, người thường xuyên thức khuya có nguy cơ bị suy giảm trí nhớ cao gấp 5 lần so với người ngủ đúng giờ và đủ giấc. Nguyên nhân gây ra tình trạng suy giảm trí nhớ khi thức khuya là do não bộ không được nghỉ ngơi cũng như không có thời gian ghi nhận lại các vấn đề, hoạt động hay các thông tin xảy ra trong một ngày. Chính điều này khiến lượng thông tin mà não bộ có thể tiếp nhận được bị suy giảm đáng kể. Bên cạnh đó, người cao tuổi thường xuyên thức khuya, thiếu ngủ sẽ gặp phải tình trạng đau đầu, mệt mỏi vào ngày hôm sau. Tình trạng này kéo dài, có thể xảy ra các vấn đề về rối loạn thần kinh, lo âu, căng thẳng, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Hệ tiêu hóa bị tác động Theo các chuyên gia nhận định rằng, ban đêm chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi và tái tạo của niêm mạc dạ dày. Do đó, nếu thức quá muộn sẽ khiến cho các tế bào này không có thời gian nghỉ ngơi và dần dần trở nên suy yếu. Bên cạnh đó, khi thức quá khuya cũng khiến dạ dày tiết nhiều dịch axit tiêu hóa hơn, đây chính là nguyên nhân khiến gây nên tình trạng viêm loét dạ dày hoặc làm gia tăng thêm tình trạng bệnh lý nếu như bạn đã mắc bệnh trước đó. Như vậy có thể nói một trong các tác hại của thức khuya khác chính là gây ra các vấn đề tiêu cực đối với hệ tiêu hóa của người già suy giảm thị lực đối với người thường xuyên thức khuya. Để trả lời cho thắc mắc tác hại của thức khuya đối với sức khỏe của người cao tuổi là gì? Suy giảm về thị lực chính là đáp án mà bạn cần biết tới khi nhắc đến các tác động tiêu cực của thức khuya với sức khỏe. Cơ thể chúng ta khi thức quá lâu sẽ khiến mắt không có thời gian để nghỉ ngơi và gây ra tình trạng mỏi khô mắt. Khi tình trạng này kéo dài sẽ khiến thị giác chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Khi đó bạn sẽ dễ mắc các bệnh về mắt như cận thị, viễn thị, thoái hóa điểm vàng và tổn thương võng mạc khi về già. Xây dựng một giấc ngủ hợp lý và lành mạnh. Khi chúng ta thức khuya không cần biết vì lý do gì, nhưng thói quen này sẽ gây ra những tác động tiêu cực, không chỉ làm suy giảm sức khỏe mà còn làm mất đi sự cân bằng trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, chủ động trong việc quản lý giấc ngủ là trở nên cực kỳ quan trọng khi về già. Hãy xây dựng một thói quen với giờ ngủ và thức dậy cố định. Việc này không chỉ giúp cơ thể bạn điều chỉnh và duy trì đồng hồ sinh học phù hợp mà còn tạo ra một lối sống có tổ chức và hiệu quả hơn. Bạn hãy cố gắng tập cho mình thói quen đi ngủ sớm, đúng giờ và đảm bảo bạn có đủ thời gian ngủ theo nhu cầu của cơ thể. Mỗi độ tuổi đều có thời lượng ngủ tối ưu riêng, và việc tuân thủ điều này sẽ giúp chúng ta có thể tận hưởng một giấc ngủ chất lượng hơn tránh căng thẳng kéo dài và giữ cho tinh thần luôn được thoải mái. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong chế độ ăn uống cũng có thể là một giải pháp hiệu quả. bổ sung hạt sen, quả óc chó hay rau diếp là những thực phẩm có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc đạt được giấc ngủ ngon và sâu hơn. thêm vào đó, việc đi dạo một vòng quanh nhà hay tập những bài vận động thể dục nhẹ nhàng trước khi đi ngủ cũng là một phương pháp hiệu quả để chúng ta có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ được tốt hơn. Còn bạn có đang có thói quen thức khuya hay không? Hãy để lại chia sẻ cho chương trình được biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Hai, tập thể dục quá sức. Tương tự như việc không tập thể dục, người cao tuổi khi tập luyện quá sức cũng sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm, thậm chí còn ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của chúng ta ở tuổi 60. Theo đó những tác hại mà chúng ta có thể kể đến khi người cao tuổi tập luyện quá sức đó là mất cân bằng nội tiết tố. Chúng ta ai cũng biết rằng thói quen tập thể dục là một phần khởi đầu cho lối sống lành mạnh. Nhưng khi tập luyện quá mức, nó có thể gây ra những hệ quả không mong muốn. Tập luyện quá sức không chỉ gây ra cảm giác mệt mỏi về thể chất mà còn có thể làm rối loạn cân bằng nội tiết tố bên trong cơ thể khi chúng ta tập luyện với cường độ cao hàng giờ mỗi ngày, cơ thể sẽ diễn ra sự gia tăng đột ngột của hóc môn cortisol. Cortisol hay còn được gọi là hóc môn gây ra căng thẳng, không chỉ đẩy cơ thể chúng ta rơi vào tình trạng stress, mà còn khiến cho cân nặng tăng mất kiểm soát khi về già. Điều này làm suy giảm tốc độ phục hồi của cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về thần kinh cũng như suy giảm hệ miễn dịch ngoài ra khi tập luyện quá mức cũng ảnh hưởng đến quá trình sản sinh ra hóc môn efinrai và norepinephrine đây là hai loại hóc môn giúp làm giảm cảm giác thèm ăn và còn ức chế nhu cầu calogy của cơ thể kết quả là cho dù có siêng năng tập luyện điều độ nhưng không nạp đủ calogy thì cũng sẽ làm cho cơ thể mất đi nguồn năng lượng cần thiết để phục hồi sau mỗi buổi tập luyện hệ miễn dịch bất thường khi vượt quá khả năng tự nhiên của cơ thể trong quá trình tập luyện thì buộc cơ bắp phải chịu đựng những cơn mệt mỏi vượt quá giới hạn mà không được phục hồi đầy đủ hậu quả là năng lượng mà cơ thể dành cho hệ miễn dịch sẽ bị dùng đi để sửa chữa cơ bắp và xương đã phải hoạt động quá tải kết quả là cơ thể trở nên yếu hơn và dễ bị xâm nhập bởi các loại virus vi khuẩn hơn trong quá trình tập luyện quá sức vậy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta bỏ qua sự quan trọng của việc phục hồi sau mỗi bữa tập cơ bắp và xương là một trong những bộ phận cần thời gian để phục hồi sau thời gian dài tập luyện khi chúng ta đặt ra áp lực quá lớn lên cơ bắp và xương thì cơ thể buộc phải chuyển đổi năng lượng từ hệ miễn dịch sang cho quá trình phục hồi dẫn đến sự suy giảm khả năng chống lại các bệnh tật và thời gian hồi phục cũng bị kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tim mạch. Bạn có biết khi tập thể dục quá mức sẽ ảnh hưởng đến cơ tim và nhịp tim? Ở người bình thường, nhịp tim lúc nghỉ ngơi được đo vào lúc sáng sớm mới ngủ dậy và thường dao động ở mức 60 đến 80 nhịp trong một phút. Ở các thông số có thể dao động trong mức 60 đến 80 nhịp một phút. Ở các vận động viên chuyên nghiệp, thông số này có thể chỉ còn 40 nhịp một phút lúc nghỉ ngơi, nhưng khi cần tăng tốc hay khi tăng cường độ tập luyện, nhịp tim có thể tăng lên 120 lần một phút và có thể cao hơn. Sự tăng cao này nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu năng lượng và oxy cho cơ thể trong lúc tập luyện. Nếu tình trạng kéo dài liên tục, sẽ dễ khiến tim dần gặp phải tình trạng thiếu máu. Nặng hơn có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim hay đột quỵ khi về già. Nhịp tim càng tăng cao thì sức khỏe càng yếu tuổi thọ vì thế mà càng ngắn đi, vì chỉ khi nhịp tim đều khỏe mạnh thì cơ thể chúng ta mới có thể đủ lực để bơm máu đi nuôi khắp cơ thể. 3. Ăn quá no Dạ dày chính là nơi đầu tiên phải đón nhận hậu quả mỗi khi chúng ta cố gắng ăn thật no. Vì mỗi ngày, bộ phận này sẽ phải tiết ra so khoảng 8.000mg dịch để tiêu hóa hết các thức ăn nạp vào cơ thể việc ăn quá no sẽ khiến cho dạ dày bị căng phồng nhu động ruột chậm lại dịch tiêu hóa tiết ra không đủ từ đó dẫn đến việc thức ăn không thể tiêu hóa hết lâu dần sẽ gây ra các tác hại đến sức khỏe như gây đầy hơi khó chịu thông thường các thực phẩm nạp vào sẽ được chuyển hóa thành năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể tuy nhiên nếu ăn quá no thì các cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa sẽ phải hoạt động quá mức hết công suất và làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, nhất là đối với nhóm người cao tuổi khi mà hệ tiêu hóa ngày càng suy giảm và ít linh hoạt hơn. Thực tế một số người ăn quá no bị tiêu chảy là do nhu động ruột bị kích thích sau khi hệ thống tiêu hóa quá tải. Bên cạnh đó, song song với việc nuốt thức ăn thì cơ thể cũng tiếp nhận vào bụng một lượng không khí nhất định. Nếu chúng ta ăn quá nhiều thức ăn cũng đồng nghĩa với việc nuốt phải nhiều không khí hơn. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, trướng bụng, đầy hơi. Ăn quá no khiến cơ thể cảm thấy nóng hơn. Khi bạn ăn quá nhiều so với mức bình thường thì quá trình trao đổi chất của cơ thể cũng sẽ được thúc đẩy với tốc độ nhanh chóng, khiến cho nhịp tim tăng nhanh hơn, mồ hôi ra nhiều và cơ thể sẽ cảm thấy nóng hơn. Sau khi quá trình trao đổi chất kết thúc, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Do đó các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người chỉ nên ăn no 80%, đặc biệt là người lớn tuổi để giảm thiểu nguy cơ mắc một số bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa. 4. Lười đi khám bệnh. Chắc hẳn đây chính là một trong những việc mà rất nhiều người mắc phải. Nhiều người trong chúng ta khi về già rất ngại đi khám bệnh định kỳ vì sợ sẽ phát hiện ra bệnh hay không muốn tốn kém. Nhưng trên thực tế, sau 60 tuổi, cơ thể chúng ta đã phải bắt đầu trải qua quá trình lão hóa và dễ mắc các bệnh liên quan đến sự suy giảm chức năng cơ thể như mỡ máu, tiểu đường, bệnh tim mạch và loãng xương. Chúng ta thường coi thường những cơn đau và dấu hiệu bất thường trên cơ thể, cho rằng chúng chỉ là những vấn đề nhỏ không đáng quan ngại tuy nhiên điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội quan trọng trong việc phát hiện và điều trị sớm các bệnh mãn tính ở người cao tuổi như bệnh tim mạch tiểu đường và ung thư nếu bạn không để tâm và chăm sóc sức khỏe định kỳ mà lại bỏ qua các triệu chứng thì có thể dẫn đến tình trạng suy giảm hiệu quả điều trị sau này và làm rút ngắn tuổi thọ để duy trì sức khỏe tốt và phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe bạn nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng một lần. Điều này sẽ giúp chúng ta có thể kiểm tra tình trạng sức khỏe và nhanh chóng phát hiện, điều trị các bệnh kịp thời, ngay cả khi không có triệu chứng rõ ràng các bạn nhé. 5. Thường xuyên tức giận. Cảm xúc tức giận không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn có mối liên hệ mật thiết đến sức khỏe của người cao tuổi. Cụ thể cơn giận bộc phát có thể gây hại đến sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong vòng 2 giờ sau khi trải qua cơn giận dữ, thì nguy cơ mắc bệnh đột quỵ nhồi máu não và xuất huyết não có thể tăng lên gấp 3 lần. Đối với những người mắc chứng phình động mạch não, nguy cơ vỡ túi phình động mạch có thể tăng cao lên gấp 6 lần sau khi trải qua cơn tức giận. Những biến động này không chỉ đe dọa sức khỏe mà còn có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến tuổi thọ của chúng ta. Do đó, việc kiểm soát và xử lý cảm xúc tức giận là một phần quan trọng trong việc duy trì và bảo vệ một sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi. Các liệu pháp như thiền định, tập thể dục đều đặn có thể giúp chúng ta giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng khi về già, từ đó giảm thiểu các rủi ro đối với sức khỏe tim mạch và não bộ kiểm soát cơn giận và những bài học từ cơn thịnh nộ. Từ nhỏ chúng ta được học cách kiểm soát những cảm xúc thịnh nộ, những cơn nóng giận bất ngờ ập đến. Nhưng khi chúng ta về già, đặc biệt là khi đã ngoài 60, đôi khi việc học cách giải phóng những năng lượng tiêu cực còn cần thiết hơn là kiểm soát chúng. Vậy bạn đã biết đến tuyệt chiêu để nổi giận đúng cách hay chưa? Mặc dù các nghiên cứu về liệu pháp thịnh nộ còn cần phải được tìm hiểu thêm. Sau ngày càng có nhiều biện pháp can thiệp tập trung vào việc giải tỏa những sự tức giận của chúng ta. Nhiều tình trạng sức khỏe tinh thần bắt nguồn từ những cảm xúc không được thể hiện. Nếu chúng ta không dành không gian cho những cảm xúc này, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn về tâm lý. Trong khi ngược lại, nếu chúng ta có thể giải phóng những cảm xúc đó theo những cách an toàn, thì chúng ta có thể xoa dịu chúng giống như cách làm dịu đi những vết ngứa để ngăn chúng trở nên khó chịu hơn. Giận quá mất khôn chính là những lời khuyên ý nghĩa từ ông bà ta vẫn còn đúng và còn giá trị trong thời đại hiện nay. Khi cảm xúc dân trào, chúng ta cần phải biết cách xử lý để không làm tổn thương người khác hoặc chính bản thân mình. Trong những khoảnh khắc căng thẳng, việc dành một chút thời gian để thực hiện các động tác thư giãn có thể mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Ngồi xuống, hít thở sâu và vươn vai, xoay cổ, giãn cơ, tất cả đều giúp chúng ta giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Luyện tập thư giãn từng nhóm cơ một là một phương pháp hiệu quả để giảm bớt căng thẳng. Bằng cách hít thở chậm và điều chỉnh nhịp thở một cách có chủ đích, chúng ta không chỉ giúp cơ thể thư giãn mà còn làm dịu tâm trạng căng thẳng. Qua những thông tin trên có thể thấy, việc chăm sóc sức khỏe là yếu tố cần được chú trọng hàng đầu. Đặc biệt là đối với người cao tuổi. Bởi theo quá trình lão hóa tự nhiên, không chỉ hệ miễn dịch bị suy giảm khiến bệnh tật phát sinh nhiều, mà sức khỏe xương khớp cũng yếu dần. Do đó chúng ta cần nhận thức được tầm quan trọng của việc loại bỏ những thói quen không tốt và thực hiện những biện pháp cần thiết để không chỉ duy trì sức khỏe tốt mà còn mang lại một cuộc sống an lành và hạnh phúc hơn khi về già. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo